Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Hôm nay nhà vườn Nguyễn Ngọc em lên tiếp tục giấy nha quý cô chú anh chị. Giấy bao gồm là cẩm thạch nhiều màu, ngũ sắc, trắng tiết, cẩm thạch tím tiết ha. Đa dạng mặt hàng nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên hệ của nhà vườn em là 0799667521 là số Zalo của em ạ. Địa chỉ của em thì ở là Hòa Thành, Lê Dung, Đồng Tháp. Dạ, em không mất thời gian, em vô cây số 1. Cây số 1 là một cây giấy 3 màu, gốc giấy Mỹ ghép 3 màu. Màu thứ nhất là màu tím Pháp, thứ hai là màu trắng Đại Phúc, thứ ba là màu hồng Đại Phúc. 3 màu mình 3 màu rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế này đế đặc nè quý cô chú anh chị, đế sổ đế đặc, đế rất là quái nha. Đế rất là quái luôn ạ. Nó nhồi đây một cục ha quý cô chú anh chị. Mã số 1 có chiều cao là 85, tấn ngang 1m ạ. Hoành của nó là 16 nha. Rồi mã số 1 này em xin Zalo là 500.000. 500.000 là em bao ship toàn quốc cho mình ha. Ba màu mình gộp lại rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Khi ship thì em sẽ ship luôn nguyên chậu cho mình ạ. Lôi cây nó đặng đi con. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 là một cây trắng tiết nha quý cô chú anh chị, phân tàn tròn ha. Đây. Tâm thì tâm lùng lực nha quý cô chú anh chị, trắng tiết này thì nó rất là siêu bông ạ. À. Rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Trắng tiết này nó cũng rất là dễ làm bông. Đế này đế sổ mà đế rất là đẹp nha. Đế đặc nha quý cô chú anh chị, mấy con đế này rất là lực ạ. À. Mã số 2 này có chiều cao là 65, tấn ngang 75, hoành của nó là 18 ạ. Rồi mã số 2 này em xin Zalo là 450.000 luôn hả quý cô chú anh chị. Là em cũng bao ship toàn quốc cho mình ha. Tiếp theo là mã số 3, cũng vẫn là một cây trắng tiết ạ. Trắng tiết này cũng phân tàn tròn nha quý cô chú anh chị. Này bông nó ra kính tàn nha quý cô chú anh chị. À, mã số 3 này kìa. Đế này đế rất là đặc nha quý cô chú anh chị, đế nó nhồi lên một cục ha, đế rất là quái luôn ạ. Mã số 3 có chiều cao 85, tấn ngang 75, hoành của nó là 20. Mã số 3 này em xin Zalo là 450.000 luôn ạ. Là em cũng bao ship cho mình ha, giấy thì gió ở trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ rụng bông rụng lá nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 4, cũng vẫn là một cây trắng tiết luôn ạ. Cây này cũng tông lùng lực như quý cô chú anh chị. Cái dòng tiết này thì nó rất là siêu bông ạ. À. Còn số nụ này nó này nha quý cô chú anh chị. Đế này là đế rất là quái, nó còn cổng đế nó lắc lượng, nó có muốn dòng xuống đây nha quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ha. Đế rất là đẹp luôn ạ. À. Mã số 4 có chiều cao là 65, tấn ngang 75 luôn ạ. À. Hoành là 22 ạ. À. Rồi mã số 4 em xin Zalo là 450.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 5, là em lên một cây ngũ sắc thái ha. Ngũ sắc thái phân tàn tròn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó đang ra nụ nha. Đây nó đang ra nụ rất là nhiều ạ. Nè. Phân tàn tròn. Cái tâm của nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Ngũ sắc em bán đợt này là cô chú anh chị mình chơi Tết rất là vừa luôn ha. Đế rất là đạt luôn ạ. Đế nó 233 nha quý cô chú anh chị, và nó nhồi dưới đây một cục đế luôn ha. Đây nè. Đế rất là quái không ạ. Cái này là em bao cho cô chú anh chị mình 5 màu nha. Mã số 5 có chiều cao 1m2, tấn ngang 1m6, hoành 22 ạ. Mã số 5 em xin Zalo là 800.000. 800.000 là em bao ship toàn quốc cho mình ha. Bật lên. Tiếp theo là mã số 6 ạ. À. Cũng là một cây ngũ sắc thái ạ. À. Cây này thì gốc nó quái nha quý cô chú anh chị. Ngũ sắc thái này em bao gồm là màu là mà đây là màu vàng, màu đỏ, màu hồng sắc pháo, màu cam và màu trắng phớt hồng nha quý cô chú anh chị. Nó ra đủ 5 mặt hoa cho mình ha. Cái phân tàn này thì nó cũng rất là dày kìa. Cô chú anh chị mình chăm đi tới Tết là mình chơi là cái tàn nó còn bự ra nữa nha. Đế này đế nằm nha quý cô chú anh chị. Đế nằm đế rất là lực luôn ha, rất là quái luôn ạ. À.
Sổ đế rất là dài nha quý cô chú anh chị. Mã số 6 có chiều cao là 1m2, tấn ngang 1m6, hoành là 28 ạ. Rồi mã số 6 này em xin Zalo là 1.200.000. 1.200.000 là em bao ship toàn quốc ha. Vui lên. Mã đẹp. Tiếp theo là mã số 3, mã số 7 ạ. Cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái ạ. Đây, cây này cũng ra đủ 5 màu hoa cho mình nha quý cô chú anh chị. Màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu trắng phớt hồng và màu hồng sắc pháo ha. Này, em được hai cây đế nằm nha quý cô chú anh chị. Đế nằm rất là quái nha. Đế này, bộ đế gốc cái Mỹ này bên em là rất là già rồi nha quý cô chú anh chị, rất là lâu rồi ha. Mã số 7 có chiều cao là 1m4, tấn ngang 1m6, hoành là 25. Mã số 7 này em xin Zalo là 1.200.000 luôn ạ. 1.200.000 là em bao ship nha. Chạy lên bấm cây đó lẹ đi con. À, tiếp theo là mã số 8. Này là em lên một cây giáng bay ạ. Giáng bay này bao gồm là 3 màu nha quý cô chú anh chị. Màu trắng tiết, màu hồng đại phúc và màu tím pháp ạ. Cây này ba loại giống này bông rất là siêu bông nha quý cô chú anh chị. Đây cái dáng của bay của nó ra nè cô chú anh chị. Chân giáng bay rất là đẹp ha và lạ luôn ạ. Đế rất là quái nha quý cô chú anh chị. Ông đế nó cong lắc lượng hướng vòng qua tới đây và nó ra tới đây luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 8 có chiều cao 90, chiều bay của nó là 1m4, hoành là 28 ạ. Rồi mã số 8 này em xin Zalo là 1.700.000 là em bao ship toàn quốc cho mình nha. Tiếp theo là mã số 9. Là một cây cẩm thạch nhiều màu, bao gồm là 6 màu. Màu hồng, màu trắng là 2, cẩm thạch tím là 3, bilacan là 4, cẩm thạch tím tiết là 5. Còn đây là màu cầu vồng nè quý cô chú anh chị. Này cầu vồng ha là 6 ạ. Cái này cái đế này mình chơi bonsai được nha quý cô chú anh chị, cũng đế nằm luôn ha, đế rất là quái luôn ạ. Lắc lượng nha. Mã số 9 có chiều cao là 85, tấn ngang 1m, hoành 27 ạ. Rồi mã số 9 này em xin Zalo là 1.100.000. 1.100.000 là em bao ship nha. À, cẩm thạch này rất là siêu bông nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 10, cũng vẫn là một cây cẩm thạch nhiều màu ạ. Cũng bao gồm là 6 màu. Cẩm thạch tím tiết, cẩm thạch hồng là 2, trắng là 3, cẩm thạch tím là 4, cái này là cẩm thạch tím tiết, bilacan là 5, cầu vòng nè, cầu vòng là 6, đây cầu vòng quý cô chú anh chị là 6 ha. Đế nè, đế nó hơi nghiêng nha quý cô chú anh chị, nó hơi bài bài ra ha, đế rất là lớn, đây cái tay em nè, rất là lớn nha quý cô chú anh chị. Mình mua một cây này gì mình làm giống cũng rất là nhiều ha. Mã số 10 có chiều cao 80, tấn ngang 80, hoành là 34. Rồi mã số 10 này em xin Zalo là 1.400.000 ạ. 1.400.000 là em bao ship cho mình luôn ha. Tiếp theo là mã số 11, cũng vẫn là một cây giấy 6 màu. Cẩm thạch tím là 1, bilacan là 2, cẩm thạch cầu vồng là 3, cẩm thạch hồng là 4, trắng là 5. À, cẩm thạch tím tiết. Cẩm thạch tím tiết đây nè quý cô chú chị là 6 nha. Cây này dáng bonsai nha quý cô chú anh chị. Đế nè cô chú anh chị. Bộ đế của nó thì rất là đẹp, là bự luôn ạ. Cái bàn tay em bự lắm nha. Mà em xè ra mà nó không giáp bàn tay em luôn.
Mã số 11 này có chiều cao là 80 tới ngang 65. Hoành là 36. Mã số 11 này em xin giao lưu là 1.500.000. 1.500.000 là em bao ship cho mình ha. Giấy thì đa số giấy thì cũng đã thần chậu sẵn sống khỏe nha quý cô chú anh chị. Lo sát lại đi con. Tiếp theo là mã số 12 là một cây tím tiết. Tím tiết này là phân tàn tròn. Tàn nó tròn nha quý cô chú anh chị. Nó đang chỗ bông ha, và một số đang có nụ nha. Tàn rất là tròn nha quý cô chú anh chị. Đế này đế quái nè quý cô chú anh chị. Rồi mã số 12 có chiều cao 1m15 tới ngang 90, hoành 16. Mã số 12 này em xin giao lưu là 450.000, em bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Lôi sát lại đi anh. Lôi sát lại con. Tiếp theo là mã số 13 là một cây cẩm thạch tím tiết. Cẩm thạch tím tiết này nó cũng chung như là một là giống là cẩm là tím tiết mà nó rất là siêu bông nha quý cô chú anh chị, mà lá khác là chỉ là lá cẩm thạch ha. Đây nè, nó đang ra nụ nè quý cô chú anh chị, rất là nhiều luôn nha. Cái này mà nó nở ra một cái là kính cây kính tàn luôn ạ. Đế đế quái nha quý cô chú anh chị. Mã số 13 có chiều cao 70 tới ngang 70, hoành là 24. Mã số 13 này em xin giao lưu là 500.000 ạ. 500.000 là em bao ship toàn quốc cho mình ạ. Tối rồi kêu lỗi xếp. Tiếp theo là mã số 15 ạ. Mã số 14 ạ. Cây nãy là mã số 13 nha quý cô chú anh chị, cũng vẫn là một cây cẩm thạch tím tiết. Này, tông thì tông lùng lực mình chơi rất là đẹp nha. Đế đế sổ đế đặt nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 14 có chiều cao là 1m, chiều cao là 75, tán ngang 70, hoành 22. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu là 500.000 luôn ạ. Để em bao ship cho mình ha. Tiếp theo là mã số 15, cũng vẫn là một cây cẩm thạch tím tiết ạ. Tông lùng lực rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Thường cái tông lùng lực thì bộ đế nó rất là đẹp luôn ạ. Mã số 15 có chiều cao là 75 tới ngang 70, hoành là 19. Này đế sổ mà đế là đế đặt nha quý cô chú anh chị, đế rất là đẹp luôn ha. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu là 500.000 luôn ạ. Em bao ship cho mình luôn ạ. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là một cây cẩm thạch tím siêu bông nha quý cô chú anh chị. Đây cái tài về mình làm mâm ha. Làm mâm rất là đẹp luôn nha. Không mấy mình làm chơi chơi thằng thả gì cũng rất là đẹp luôn ạ. Đế rất là quái nha quý cô chú anh chị, đế sổ cao ha. Mã số 16 có chiều cao là 1m1, tăng ngang 90, hoành 24. Cẩm thạch tím này là tím đậm nha quý cô chú anh chị. Bông này thì nó rất là siêu bông ạ. Một số chỗ và một số nụ ha. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu là 900.000. 900.000 là em bao ship cho mình luôn ạ. Con tàn rất là dày nha quý cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã số 17. Là một cây bedro ạ. Thôi đi anh ơi. Mã số 17 làm cây bedro. Này là được 1 mâm, 2 mâm, 3 mâm, 4 mâm nha quý cô chú anh chị. Bedro này rất là siêu bông ha. Đây nè, bông nè, nó đang chỗ nụ rất là nhiều nha. Mỗi lần nó ra đọt là nó sẽ ra bông nha quý cô chú anh chị. Đế này đế quá nha, một đế nó lắc nè. Mã số 17 có chiều cao 1m6, tăng ngang 80, hoành là 19, 17 ạ. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu là 700.000. 700.000 là em bao ship cho mình ha. Dạ mã số 17 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em ạ. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua ạ. Em cũng rất mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ em clip này ha. Dạ chúc cô chú anh chị mình một ngày xem kênh thật vui vẻ ạ. Dạ hẹn gặp lại clip sau ạ.